làm gì mệt được. Thế mà hẹn tôi quá trời luôn, nó thật tốt luôn. Cái gì vậy? Hello anh Lê công chúa nha. Ai nha, thiệt tình luôn á. Đúng đó, nên nó không có đặt nổi cái điện thoại luôn. Đợi tí. Đặt điện thoại lại rồi. Tha hồ quỷ.